Chiều ngày 6 tháng 1, Thường trực huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện để đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị. Năm 2021 trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của huyện, mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị xã hội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể hội viên, đoàn viên nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần cổ vũ động viên cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Cùng với đó, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cùng cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị quan tâm quyết tâm, quyết liệt trong phòng chống đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong đó có việc giám sát trong công tác phòng chống tại địa bàn dân cư, tại các công ty doanh nghiệp, công tác xây dựng mặt trận tổ quốc, các đoàn thể được chăm lo, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện đã vận động tập hợp quần chúng, kết nạp mới được trên 2.100 đoàn viên hội viên. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã ghi nhận những kết quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện trong năm 2021, đồng thời đề nghị năm 2022, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến đoàn thể hội viên, đoàn viên nhân dân lan tỏa tới chính quyền về nhiệm vụ năm 2022 công tác phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch giám sát phản biện xã hội của khối, của từng tổ chức, phối hợp thực hiện tốt các phong trào, kịp thời kiện toàn các tổ chức cơ sở, chăm lo Tết cho nhân dân và người lao động, phụ nữ huyện, hội nông dân thực hiện hiệu quả phong trào vườn sạch nhà đẹp, hàng rào xanh, Đoàn thanh niên Hội Cựu chiến binh tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, hội viên thực hiện hiệu quả phong trào ngày chủ nhật xanh, tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội cơ sở tiến tới đại hội cấp huyện, liên đoàn lao động đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trong lực lượng của mình thực hiện tốt các phong trào thi đua